Hello, xin chào mọi người. Trở lại với series hướng dẫn phần mềm Simple Facebook. Thì video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để lọc trùng một cái đối tượng bất kỳ trên cái đẹp danh sách mọi người đã lọc, tức là đã quét từ những đối tượng, từ profile cá nhân, từ thành viên nhóm hoặc là từ một cái file bất kỳ. Thì sẽ có hai cách lọc trùng. Một á, là mọi người có thể lọc trực tiếp trên phần mềm Simple Facebook luôn. Và cách thứ hai là mọi người lọc trùng bằng Excel. Thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người cách để lọc trùng trên phần mềm Simple Facebook. Thì đầu tiên mọi người sẽ mở phần mềm Simple Facebook lên, chọn tài khoản. Ok, ví dụ như là em sẽ quét một cái bài viết nào đó đi. Ví dụ như em sẽ quét cái bài viết này. Trên bài viết này sẽ có những đối tượng mà comment và những đối tượng like. Ok, em sẽ lấy ID tìm kiếm này, danh sách like bài viết và danh sách comment bài viết. Ok, thì sẽ có 312 người, nhưng mà trong đối tượng này sẽ bị trùng, tức là có những người mà họ đã comment và họ like, thì em sẽ lọc trùng. Thì ở cái thao tác này em sẽ bấm lọc trùng. Sau khi lọc trùng thì nó sẽ còn 178 người, thì những đối tượng này đã được lọc trùng. Ok, đây là cái tính năng lọc trùng trên phần mềm Simple Facebook trực tiếp và rất là đơn giản thôi. Sau khi lọc trùng thì mọi người có thể thực hiện những cái thao tác khác, ví dụ như là gửi kết bạn hoặc là gửi tin nhắn hoặc là nhận xét đại diện hoặc là như thế nào đó, những cái tính năng nào mọi người sử dụng trên phần mềm Simple Facebook này. Ok, xong với cái lọc trùng thứ nhất. Cái thứ hai thì để hướng dẫn mọi người lọc trùng trên cái Excel, thì mọi người sẽ tạo một file Excel mới đi. Ok, và trong file Excel này em sẽ chuẩn bị hai cái tệp UUID hoặc là nhiều tệp UUID mọi người. Ở đây thì em đã chuẩn bị hai cái tệp UUID có sẵn được lưu dưới dạng file TXT, tức là file .mp, và trong này nó sẽ chứa UUID này, mọi người có thể xem. Ok, tiếp theo em sẽ copy cái đối tượng trong cái file thứ nhất này vào. Sau khi copy xong, anh sẽ kiểm tra là cái đối tượng này. Đây, mọi người có thể xem. Thì cái định dạng nó bị lỗi, thì anh sẽ định dạng lại phòng Excel này. Ok, em chọn number. Ok, lại xong. Tương tự tệp thứ hai, em cũng copy. Em sẽ dán phía dưới. Ok, ở đây thì em sẽ định dạng lại cái ô này. Ok, hoặc là mọi người có thể copy 2-3 file một lúc và sau đó mọi người định dạng một lúc cũng được. Cái này thì em định dạng cho mọi người thấy là rõ thôi. Ok, sau khi đã định dạng xong thì em sẽ chọn cái cột này. Trong cột này nó đã chứa hai cái tệp, là tệp thứ nhất và tệp thứ hai, em copy vào đây và em định dạng lại. Thì tiếp theo thì em sẽ chọn ở cái tab data này, sang bên phía phải một chút, ở phía giữa thì sẽ có một cái biểu tượng này. Thì đối với tùy theo cái phiên bản thì nó sẽ có, ví dụ phiên bản tiếng Việt thì nó sẽ là lọc trùng, hoặc là phiên bản tiếng Anh này nó sẽ là remove duplicate đó. Thì người click vào đây chọn ok, thì trong này nó sẽ có 11 đối tượng bị trùng và được loại bỏ đi, và sẽ còn sẵn là 184 đối tượng được giữ lại đó. Thì sau khi lọc trùng thì mọi người copy cái đối tượng này, copy hai đối tượng này, sẽ bỏ một cái file nào đó bất kỳ. Giờ anh sẽ xóa những đối tượng trong này đi. Ok, em xóa file thứ nhất đi. Thì trong file này nó đã chứa những đối tượng mà em đã lọc trùng rồi. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn xong mọi người cách để lọc trùng trên phần mềm Simple Facebook và lọc trùng trên Excel. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.